Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN truyện audio tiên hiệp. Đây là tập 59 của Tiên nghịch, tác giả Nhĩ Căn. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của emy, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Một lão nhân không nói hai lời Vùng tay áo lên Ngay lập tức có một phiến mây đen đột nhiên xuất hiện giữa không trung Nếu như nhìn kỹ đám mây đen Có thể thấy chúng được tạo thành từ những con phi trùng màu đen To chừng một ngón tay cái Bọn chúng tập trung lại với nhau Tỏa ra một mùi nồng đậm Trong số đám nguyên anh kỳ tu sĩ của những môn phái khác Có người đã sớm nhận ra đám mây đen này chính là tử mặc trùng Pháp bảo thành danh của Trần Bách Lương Một trong các lão tổ của Vân Thiên Tông Tử mặc trùng chẳng những toàn thân chứa đầy kịch độc, hơn nữa da ngoài của nó lại cực kỳ cứng cỏi, pháp bảo bình thường không thể nào làm gì được nó. Một khi bị đám phi trùng này bám lấy, chỉ cần mấy tức thời gian sẽ bị chúng nó cắn nuốt sạch sẽ, thậm chí đến xương cốt không còn. Ngoài ra, dù cho tu sĩ có thể tránh thoát được phi trùng công kích, nhưng nếu bị nó cắn trong một cái thôi thì cũng khó lòng thoát chết. Độc của nó được xếp thứ 184 trong số các loại kỳ độc của tu chân giới. Bởi vậy, có thể thấy được nó độc đến như thế nào. Phải biết rằng, một loại kỳ độc đứng đầu gần như đã tuyệt tích tại tu chân giới. Do đó, độc của loài phi trùng này bất cứ ai nghe thấy cũng phải biến sắc. Dù là năm đó, tứ cấp tu Trần quốc đến Vân Thiên Tông cũng có một chút hứng thú đối với tử mặc trùng của Trần Bách Lương. Vì vậy, mỗi lần tới lại lấy đi một ít. Bởi thế có thể thấy được, loại phi trùng này tại tứ cấp tu chân quốc cũng là những bảo vật hiếm có. Vào lúc này, ngay khi đám mây đen xuất hiện, Vương Lâm ném liễu phỉ qua một bên. Tay phải hắn vỗ vào túi chữ vật, lập tức cấm phiên xuất hiện trong tay. Vương Lâm vẫy khẽ một cái, kích thước của nó tăng rất nhanh, thoáng một cái đã hóa thành một lá cờ rất lớn. Tán cờ vừa động, lập tức bọc lấy hắn và Lý Mộ Uyển. Cùng lúc đó, cực cảnh thần thức Vương Lâm khẽ động, trong thiên địa lập tức bị một luồng uy áp khổng lồ bao phủ. Đám lão tổ nguyên anh kỳ của Vân Thiên Tông biến sắc, gần như không kịp suy nghĩ, hai tay vội vã kết ấn, tế xuất ra pháp bảo kháng cực Cực cảnh thần thức hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ lóe lên, sau đó điên cuồng tỏa ra. Chỉ trong nháy mắt đã xuyên thấu qua đám mây đen, phóng thẳng vào mi tâm của Trần Bách Lương. Trần Bách Lương vốn là nguyên anh hậu kỳ đại tù sĩ, hắn rõ ràng cảm giác ra được đạo thần thức công kích này ẩn chứa một cỗ lực lượng có thể hủy diệt hết thảy mọi thứ. Vào thời khắc sinh tử, hắn vội vã lắc mình thối lui. Cùng lúc đó, hai mắt bỗng nhiên lại trợn lớn, đôi tay màu trắng kết ấn. Nguyên anh của hắn trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu, cũng bắt đầu kết ấn, chỉ thấy có một đạo pháp ấn linh phủ trong nháy mắt xuất hiện trước người hắn, hồng ngăn chặn lại thần thức công kích của đối phương. Chẳng qua, tia chớp màu đỏ do thần thức hóa thành cứ như thế chảy chè, một đường sông tới. Trần Bách Lương không dừng lại, hắn cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm tiền huyết. Đồng thời, nguyên anh trên đầu hắn cũng phun ra một ngụm nguyên anh tinh khí. Khuôn mặt Trần Bách Lương trở nên hùng dữ, hắn quát lớn. Huyết thuẫn! Trong khoảnh khắc, ngụm máu tươi và nguyên anh tinh khí do hắn phun ra dùng hợp lại với nhau cả hai run lên bần bật sau đó hóa thành một hạt trâu rất lớn ngay lúc đó tia chớp thần thức bắn tới nhập vào bên trong huyết trâu phá trần bách lường hét lớn một tiếng mái tóc bạc không gió tự lai động chỉ thấy bên cạnh huyết châu xuất hiện một cái khe không gian từ bên trong phát ra ánh sáng màu đen ngay sau đó cả huyết trâu và tia chớp màu đỏ lại bị hút vào bên trong cái khe sau khi chúng vừa tiến vào cái khe, khe hợp lại, sau đó biến mất. Trên chán Trần Bách Lương toát ra đầy mồ hôi lạnh. Trong một khắc vừa rồi, hắn gần như đã chạm tới quỷ môn quan. Nếu như phản ứng chậm một chút thôi, chắc chắn bây giờ đã bỏ mình. Phía sau hắn, bốn vị nguyên anh hậu kỳ láo quái lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Từ đầu chí cuối, Vương Lâm vẫn không hề nói gì. Hắn chỉ chăm chú nhìn hành động của Trần Bách Lương. Trong lòng hắn lại thầm than thở. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ Quả nhiên không phải là người tầm thường Cực cảnh thần thức lần đầu tiên bị người ta phá giải Trần Bách Lương hít sâu vào một hơi Trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng Âm chậm nói Đúng là một pháp bảo lợi hại Tuy nhiên Hiện tại nó đã bị lão phun ném vào bên trong cái khe không gian Ta muốn xem xem Người có thủ đoạn nào nữa Tử mặc trùng Thôn phệ hắn và con tiện nhân kia cho ta Tay phải của Trần Bách Lương vùng lên lập tức đám mây đen bên người điên cuồng gào thét hướng về phía vương lâm và lý mộ uyển lao xuống trên mặt lý mộ uyển hiện ra vẻ kinh hãi nàng cắn môi vỗ vào túi chữ vật đang định phản kích vương lâm lại nhẹ giọng nói với nàng không cần đâu nói xong tay phải hắn vùng lên tâm niệm biến đổi lập tức trong không gian trước mặt hắn lại vang tới những tiếng soàn xoạt ngay sau đó có một đạo tia trước màu đỏ từ không trung hiện ra xuất hiện trong tay vương lâm sau đó biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó cấm phiên ngoài thân vương lâm khẽ động lập tức bằng chướng giống như là một tấm màn màu đen che trời bọc đất trong nháy mắt nó bọc hết đám tử mặc trùng của trần bách lương đang lao đến vào bên trong từng đạo ánh sáng cấm chế ở bên trong không ngừng lóe ra mặc cho tử mặc trùng dãy dụ ra sao cũng vẫn không thể nào thoát ra khỏi cấm phiên đó sắc mặt của trần bách lương tái nhợt hắn lại nhìn chằm chằm vương lâm thốt ra từng chữ các hạ rốt cuộc là ai? Lấy bản lĩnh cao cường như các hạ Sẽ không vì một chuyện luyện đan sư nho nhỏ như vậy mà gây chiến với chúng ta Người là có mục đích gì? Xin mời nói thẳng Ta muốn Vân Thiên Tông Vương Lâm bình thản chậm rãi nói Trần Bách Lương lại cười lên một cách điên cuồng Giọng điệu đầy vẻ trầm trọng nói Các hạ đây có phải là cuồng vọng quá rồi không? Nếu như năm người chúng ta liên thủ lại Mặc dù không thể nào chống cự được tia chớp của ngươi Nhưng mà xuất ra toàn lực Cũng có thể khiến cho người trọng thương đó Lời nói của hắn vẫn còn chưa xong vừng Lâm đã nâng tay phải lên Trên lòng bàn tay xuất hiện một tia sợi màu đỏ Lập tức phong vân trên trời biến sắc Sớm chớp bỗng nhiên lại xuất hiện Thậm chí lại còn mơ hồ có mây đỏ ngưng tụ Biểu hiện này cùng với thiên kiếp Tại tu ma hải trước kia giống hệt Trần Bách Lương lập tức ngậm miệng Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào sợi tơ đỏ Hít sâu một hơi trong lòng lại cảm thấy ớn lạnh vào lúc này bốn lão quái nguyên anh hậu kỳ phía sau hắn cùng nhau tiến tới nhìn không chớp mắt về phía sợi tơ đó trong số năm người có một lão nhân bộ dạng tiên phong đạo cốt bỗng nhiên lắp bắp đây đây chính là nói xong hắn vội vã ngậm chặt miệng ngừng đầu nhìn mây đỏ trên trời nét mặt cực kỳ hoảng sợ anh mắt vương lâm vẫn rất bình tĩnh chậm rãi nói đúng với tu vi của tài hạ nếu như là năm người các ngươi đồng thời ra tay, thì dù rằng ta có thể giết chết được các ngươi, nhưng kết cục vẫn là trọng thương. Tuy nhiên, nếu như vương mẫu sử dụng vật này, kết quả lại khác. Đây là một tia thiên kiếp lực. Ta lại cũng rất tò mò liệu năm người các ngươi liên thủ lại có thể chống cự được nó hay không. Một tia thiên kiếp này thì hắn kết anh đã bị vương lâm bức ra khỏi cơ thể. Tuy nói không thể nào trở thành pháp bảo, nhưng miễn cưỡng có thể khống chế làm đòn sát thủ năm người lập tức rơi vào thế trầm mặc bọn họ không thể nào nghi ngờ vật này là giả được dù sao trên sợi tơ đỏ đó phát tán ra thiên uy cùng với mây đen chậm rãi ngừng kết ở trong không trung tất cả mọi thứ đều cho thấy vật này quả thực là thiên kiếp lực việc này phải đợi chúng ta thường nghị lại một lát các hạ xin hãy chờ chút lão nhân tiên phong đạo cốt e ngại liếc nhìn sợi tơ màu đỏ lại nói cũng được tuy nhiên Ánh mắt Vương Lâm vẫn rất bình tĩnh, hắn nói một cách thông thả. Khi nói đến hai chữ tuy nhiên thì hắn vùng ra tia thiên kiếp lực trong tay, ném về phía trước. Lập tức, nó nhằm hướng mây đỏ trên không mà bay tới. Phía trên vang tới những tiếng nổ ầm ầm. Năm người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt hiện ra vẻ hoảng loạn. Cùng lúc đó, trong nháy mắt khi tung ra thiên kiếp lên, thân thể Vương Lâm bỗng nhiên hướng phía trước lao tới. Cực cảnh thần thức lại phát tán ra. Theo sát phía sau lái lá cờ do cấm phiền hóa thành, Nằm nguyên anh lão quái biến sắc, đang muốn lùi về phía sau thì đã chậm một bước. Cực cảnh thần thức trong nháy mắt tập trung vào người Trần Bách Lương, khiến cho hắn không kịp tiến hành phòng ngự. Vốn hắn vẫn phòng bị nghiêm cẩn, nhưng mà trong khoảnh khắc khi Vương Lâm ném ra tia thiền kiếp, dẫn tới dị tượng trên không, tâm thần hắn không khỏi lộ ra một kẽ hở. Sắc mặt Trần Bách Lương lập tức tái nhợt. Dù sao, hắn cũng chính là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, dĩ nhiên bằng vào tu vi mạnh mẽ của mình ngăn kháng lại sự phá hoại của cực cảnh thần thức trong thức hải. Hắn mau chóng hạ xuống đất, không nói hai lời, khoanh Trần ngồi xuống, không dành để quan tâm bất cứ chuyện tình gì nữa. Hắn biết, nếu như chính mình chậm lại một chút, nhất định là phải chết. Mặc dù hiện tại đã ngồi xuống, có thể ngăn chặn được sự hủy diệt của tia chớp màu đỏ trong thức hải hay không, cũng chưa thể nào nói trước được. Tống Thành và đám trưởng lão còn lại đều hoảng sợ, lập tức lao đến bên người Trần Bách Lương, bảo hộ cho hắn. Cùng lao ra với cực cảnh thần thức, cấm phiên hóa thành một tấm màn màu đen. Trong nháy mắt, dừng trước mặt một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ khác. Sắc mặt của tu sĩ kia âm trầm, nếu như chỉ chống lại tia chớp màu đỏ, vậy thì hắn không có gì phải e ngại, nhưng trước mặt hắn chính là một tấm màn màu đen. Nhìn màu đen trước mặt khiến cho hắn chột dạ, lập tức nhận ra mình đã tiến nhập vào bên trong một cái trận pháp cấm chế. Tất cả diễn biến phát sinh cực kỳ nhanh, gần như ngay khi Vương Lâm ném ra tia thiên kiếp, hắn sử dụng cực cảnh thần thức, kích hạ Trần Bách Lương, lấy cấm phiền vây khốn một người khác. Như vậy, giữa không trung chỉ còn lại có ba người vương lâm hạ người xuống vẫy tay một cái tỷ thiên kiếp vẫn còn chưa tiến vào bên trong mây đỏ liền quay lại nằm lại trong tay hắn vương lâm quan sát ba lão nhân nguyên anh hậu kỳ trước mặt lại trầm giọng nói hiện tại chỉ còn lại ba người các ngươi dù rằng có liên thủ tại hạ cũng nắm chắc chém giết từng kẻ một sắc mặt ba người lại âm trầm lão nhân tiên phong cuối đầu nhìn qua trần bách lương đang ngồi nhắm mắt trên đất sau đó lướt nhìn về phía người đang bị vây khốn trong màn sưng đen của lá cờ, đáy lòng lại chậm xuống. Giao ra huyết hồn, nếu như không. Trong mắt vương lâm lóe sáng hạn mang, thanh âm lạnh như băng. Lão nhân tiền phong đạo cốt hít sâu vào một hơi, lại chậm rãi nói. Lão phù tu hành 1.300 năm, chưa từng bao giờ giao ra huyết hồn. Ánh mắt vương lâm lóe lên, nhẹ giọng nói. Ta và ngươi cũng không có mối thù chuyển kiếp Nhưng nếu không giao ra hồn huyết trời trách tại hạ vô tình Nói xong Vương Lâm điểm vào mi tâm Lập tức ma đầu hứa lập quốc và đệ nhị ma đầu bay ra Hai con ma đầu này vừa xuất hiện Lập tức nhìn quanh Cuối cùng nhìn về phía ba người đối diện Cùng lúc đó Trần Bách Lương ngồi trên mặt đất liền phun ra một ngụm tiên huyết Thân hình hắn ủi oải Ngã thẳng xuống đất Cuối cùng thì một vị lão tổ đã bỏ mình Người này vừa chết vẻ mặt lão nhân tiên phong đạo cốt và hai người phía sau tối sầm lại trong đó có một lão nhân do dự một chút lại trầm giọng nói nếu như là giao ra huyết hồn cho các hạ cũng không khác gì là sao phải phải chết cả như vậy chẳng bằng cứ liều mạng một phen cho dù có phải chết chúng ta cũng lại chẳng có gì phải tiếc nuối thần sắc vương lâm vẫn rất bình tĩnh hắn mở miệng nói giao ra huyết hồn Năm trăm năm sau ta tự nhiên sẽ giao trả lại trên mặt lão nhân kia lộ ra vẻ phức tạp, hồi lâu sau lại thở phào một hơi lại nói. Hy vọng rằng các hạ không nuốt lời. dứt lời, ánh mắt hắn liếc nhìn thấy mấy vị đồng môn đang tỏ ý muốn xin lỗi, tay phải run run điểm mi tâm. Một giòn máu màu vàng từ trên trán hắn bay ra. Sau khi bị Vương Lâm nắm lấy trong tay, thân mình hắn hạ xuống mặt đất, trầm mặc không nói gì. Lão nhân tiên phong đạo cốt lại cười lên chua xót. Hắn nhìn sang một lão nhân cuối cùng còn lại, Lão nhân kia cũng do dự một chút, sau đó liếc mắt nhìn xuống Trần Bát Lương đã bỏ mình, lại thở dài nói. Được rồi, được rồi. Nói xong, tay phải hắn điểm lên chim mi tâm, cũng giao giao huyết hồn. Sau đó hắn buông thõng tay áo, hạ xuống mặt đất, nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống. Không còn gì phải lo lắng nữa, cứ mặc kệ mọi chuyện. Vào lúc này đây chỉ còn lại một người là lão nhân tiên phong đạo cốt. Hắn trầm ngâm chỉ vào người đang bị vây khốn trong cấm phiền, Chua xót nói. Vậy các hạ có thể thả thiên vân tử ra hay không? Tay phải vâng lâm vùng lên, lập tức cấm phiên mở ra một khe hở. Thần ảnh của thiên vân tử theo đó màu chóng bay ra. Sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm. Sau khi đi ra rồi, đang định mở miệng thì lập tức phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Hắn cẩn thận đánh giá xung quanh, thần sắc đại biến. Lão nhân tiên phong đạo cốt thở dài, truyền âm cho hắn sắc mặt thiên vân tử lập tức trở nên âm tình bất định hắn lại nhìn qua hai người câm lặng thần thái ảm đạm họ đều giao ra huyết hồn thoáng một cái toàn bộ năm vị lão tổ của vân thiên tông một chết bốn hàng cả người tống thành đã toát ra đầy mồ hôi lạnh trong đầu hắn trở nên trống rỗng kinh hoàng không biết nên đi đâu về đâu về phần liễu phỉ hai mắt hắn cũng trở nên ngơ ngác hắn không ngờ rằng ngay cả các vị lão tổ cũng không thể nào chiến thắng được kẻ này Vân Thiên Tông chẳng lẽ thực sự phải đổi chủ sao? Thù huyết hồn của bốn người kia, ánh mắt Vương Lâm đảo qua, dừng lại trên đám người Tống Thanh, Liễu Phỉ. Âm thanh của hắn chứa đầy vẻ uy hiếp, bình thản vang lên. Tất cả kết đan kỳ tu sĩ trở lên đều phải giao giao huyết hồn, không ngoại trừ bất cứ kẻ nào. Thân mình Tống Thanh run lên, hắn vội vã cung kính cúi đầu vâng giả, giao giao huyết hồn của mình đầu tiên. Liễu Phỉ và hai vị trưởng lão kia cũng đều giao ra huyết hồn. Cuối cùng, ánh mắt Vương Lâm dừng lại trên đám tù sĩ của tổng phái khác, ánh mắt lạnh như bằng nói. Không tiến. Mọi người thở mạnh ra một hơi, vội vã vâng dạ cáo từ, dùng tốc độ nhanh nhất mà ly khai Vân Thiên Tông. Không bao nhiêu lâu sau, trong đại điện chỉ còn lại có mấy người ít ỏi. Thần sắc Vương Lâm vẫn rất bình thản, hắn ôm lấy Lý Mộ Uyển, thân mình mau chóng bay lên trên không, hướng về phía Nam Uyển bay đi. Thoáng một cái, hai người đã đi vào Nam Uyển. Sau khi tới đó, Lý Mộ Uyển đang định mở miệng nói chuyện, sắc mặt Vương Lâm lập tức trở nên tái nhợt, hắn phun ra cả một ngụm máu lớn, thân mình không kìm được run rẩy lên vài cái. Trên mặt Lý Mộ Uyển lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng. Vương Lâm thở rất sâu, nói thật nhanh. Ta muốn bế quan vài ngày. Uyển Nhi, hộ pháp cho ta. Nói xong, thân hình Vương Lâm lại biến mất hiện thân trong phòng lý mộ uyển. Ngay khi vào trong phòng, tay phải của hắn điểm lên trên mi tâm, tiến nhập vào bên trong không gian nghịch thiên. Hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt không có một chút nào huyết sắc. Hắn nhắm mắt lại thổ nạp. Thực tế, vương lâm kết anh vẫn chưa hoàn toàn thành công. Nếu như không lấy tính cách của hắn, tất nhiên sẽ giết sạch những kẻ nào ngăn cản. Sau đó, hắn thu giữ toàn bộ đan dược của vân thiên tông, mang theo lý mộ uyển rời khỏi sở quốc, tuyệt đối sẽ không phiền toái thu lấy hồn huyết của bọn tù sĩ kia. 20 ngày trước, sau khi phân thân của hắn ăn lục phẩm linh dược, kết anh thành công và tu vi tiến thẳng đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh. Mọi việc đến đó đều rất thuận lợi, nhưng mà cũng chưa hề có sai sót gì xảy ra. Nhưng chỉ có điều, khi dùng hợp với bản tôn chính thức, chính là lúc xuất hiện biến cố. Trong dữ liệu của Vương Lâm, lấy tu vi của phân thân kéo bản tôn lên, sau đó nhường lại hết cho bản tôn. Nhưng hắn thực sự đã xem thường khó khăn đột phá của bình cảnh cực cảnh thần thức. Trước hắn đã có không ít kẻ, dù là đại tài đại trí nhưng mà sau khi đã tới bình cảnh của cực cảnh thì đều không thể nào đột phá lên được. Thậm chí có thể nói, muốn cho cực cảnh thần thức hoàn toàn đột phá bình cảnh đó là một việc bất khả thi. Bởi vì thực tế, cực cảnh chính là một hình thức khác của thiên kiếp. Muốn đề cao uy lực của thiên kiếp thì phàm nhân làm sao có thể. Mặc dù là tù sĩ cũng lại chẳng có biện pháp gì. Loại lực lượng này thuộc về thiên uy, thần bí khó lường. Trong giai đoạn dung hợp cuối cùng, Vương Lâm Thủy Trung vẫn không thể nào khiến cho bản tôn kết anh, Rốt cuộc, sau khi đã đến đường cùng, hắn không ngừng nén ép phân thân, cô động nguyên anh của phân thân, sau đó làm cho phân thân hóa thành một nguyên anh, ngồi ngay ngắn trong đan điền của bản tôn, dùng nó để thay thế cho nguyên anh. Phương pháp này tuy rằng có thể tạm thời đề cao tu vi của bản tôn đến nguyên anh kỳ, thậm chí cực cảnh thần thức vốn có liên hệ cũng sẽ đạt tới uy lực của nguyên anh kỳ, nhưng loại đề cao tu vi đó chỉ là tạm thời, không thể nào kéo dài được. Mỗi một lần đem cực cảnh công kích, chẳng những hao tổn tâm sức mà còn tiêu hao nguyên anh lực. Cực cảnh thần thức trong lúc đó đã không phải là lực lượng mà hắn có thể nắm giữ. Nó gần như đã trở thành một loại pháp bảo, khiến cho việc sử dụng nó cần phải tiêu hao linh lực. Chẳng qua, sử dụng cực cảnh không chỉ là tiêu hao linh lực mà còn có cả thần thức và nguyên anh tinh khí. Tuy nói có một chút bất đắc dĩ nhưng mà không phải là không có chỗ tốt nào. Chỉ ít, cực hạn tuổi thọ 30 năm của phân thân sau khi dùng hợp lại với bản tôn thì đã biến mất. Hiện tại Vương Lâm không có phân chia ra bản tôn và phân thần nữa. Nếu muốn rạch ròi ra thì chỉ có thể nói, nguyên anh của hắn chính là phân thân và thân thể hắn chính là bản tôn. Chuẩn xác mà nói, tu vi thực tế hiện tại của hắn chính là nguyên anh sơ kỳ đỉnh. Đối với cực cảnh thần thức, hắn cũng chỉ sử dụng khi vạn bất đắc dĩ mà thôi. Nếu không phải như vậy, Vân Thiên Tông đã không còn cảnh tượng như bây giờ. Hắn vận dụng cực cảnh thần thức vài lần, làm cho nguyên anh tinh khí tiêu hao phần lớn. Đây chính là nguyên nhân khiến cho hắn trọng thương. Hắn khoảng chân ngồi xuống, điều chỉnh lại linh lực trong cơ thể. Sau khi ăn vào vô số đan dược, cơ thể của hắn mới dần dần bình ổn lại. Lúc này bế quan, hắn đã tốn mất 7 ngày, nhưng ngoài thế giới thật thì chỉ chưa đến một ngày. Từ trong nghịch thiên không gian đi ra, ánh mắt vương lầm lóe lên. Cực cảnh thần thức mặc dù tồn tại như là một loại pháp bảo, nhưng bất kể là thế nào, hắn cũng có thể xem như đã đột phá đến kết đan kỳ, tiến nhập vào bên trong nguyên anh kỳ. Đó chính là lúc hắn giết trở về triệu quốc báo thù. Ngay khi hắn vừa bước ra không gian nghịch thiên, Lý Mộ Uyển liền đẩy cửa bước vào yên lặng đứng bên cạnh vương lâm nhẹ giọng nói đã khá hơn nhiều chưa vương lâm nhìn lý mộ uyển trong ánh mắt hiện ra một tia nhu tình hắn đưa tay phải vuốt về mái tóc của nàng lại cười nói không có gì đáng ngại Khuynh, có phải là khi kết anh xuất hiện biến cố gì phải không lý mộ uyển thân thiết nhìn vương lâm sau đó trịnh trọng nói tiếp vương lâm Ta muốn nghe Huynh nói thật Hết thầy những gì liên quan đến Huynh Ta hy vọng Huynh có thể cho ta biết Được không? Vương Lâm trầm mặc một lúc Sau đó nhìn sang Lý Mộ Uyển Trong ánh mắt của nàng Hắn có thể thấy được một sự chân thật Vậy nên hắn chậm rãi nói Được Việc này sớm muộn gì muội cũng sẽ biết Ta vốn không phải là người của Hòa Phần Quốc Thực tế Nơi mà ta sinh ra cách nơi này rất xa Đó là một nơi Tam Quốc Tu Trần Quốc, tên gọi là Triệu Quốc. Với thanh âm bình tĩnh, Vương Lâm chậm rãi thuật lại những sự tình của hắn tại Triệu Quốc cùng với biến cố hiện tại trong cơ thể. Giọng của hắn nhẹ nhàng như kể về một câu chuyện của một ai khác, chứ không phải là của mình. Đôi mắt Lý Mộ Uyển không biết đã đỏ lên từ khi nào. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, hóa ra trên người Vương Lâm trước đây lại xảy ra rất nhiều biến cố như vậy. Hồi lâu sau, Lý Mộ Uyển cắn môi hạ giọng nói hiện tại huỳnh phải trở về triệu quốc sao ánh mắt vương lầm lóe sáng hàn mang hắn gật đầu nói lần này trở về ta muốn khiến cho đẳng da máu chảy thành sông nàng hãy cùng với ta trở về đôi mì thanh tú của lý mụ uyển nhíu lại trầm ngâm một chút rồi nói mỗi lần huỳnh sử dụng thần thức đều sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên anh tinh khí như vậy không phải là kế sách lâu dài. Nàng ngừng đầu lên, nhìn thật sâu vào trong mắt Vương Lâm. Trong mắt của nàng hiện ra một sự kiên định, lại nói. Ta nghĩ ta nên ở lại Vân Thiên Tông. Chỉ có ở chỗ này ta mới có đầy đủ tài liệu cùng với nơi luyện đan. Nếu như có thể luyện chế ra một viên lục phẩm linh đan trở lên, vậy thì sẽ giúp được rất nhiều cho tình trạng của Huynh. Vương Lâm trầm mặc, liếc một cái nhìn Lý Mộ Uyển, sau đó chậm rãi nói nàng chắc chứ lý mộ uyển thật sự gật đầu lại thản nhiên cười nói huỳnh đưa hồn huyết của đám nguyên anh hậu kỳ kia cho ta sẽ không cần phải lo lắng cho sự an toàn của ta nữa uyển nhi cũng không phải là mới ở vân thiên tông một hai ngày có một số việc ta tự mình vẫn có thể xử lý được ta muốn đem vân thiên tông biến thành một tông phái chỉ chuyên môn luyện đan cho một mình ngươi thôi vâng lầm nhìn lý mộ uyển sau đó nhớ mày Vậy nếu như tứ cấp tu chân quốc tới chỗ này Người sẽ xử lý thế nào Lý Mộ Uyển lại cười khinh thường Nói tiếp Tứ cấp tu chân quốc Chắc chắn sẽ không quản mọi việc của Vân Thiên Tông Chỉ cần giao nộp ra linh đan đúng kỳ hạn Hết thầy đúng là không có vấn đề gì hết Vương Lâm Huỳnh có thể yên tâm Ta tự mình vẫn có thể xử lý được Vương Lâm thở dài Hắn vốn không phải là một người yếu mềm Nếu như tâm ý của Lý Mộ Uyển đã quyết như vậy thì hắn cũng không thể nào khuyên nhủ gì thêm. Sau khi trầm ngâm một chút, hắn điểm nhẹ lên trên mi tâm. Đệ nhị ma đầu từ trong chán bay ra, cùng kính nhìn Vương Lâm, lộ ra vẻ mặt sùng kính. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trầm giọng nói. Từ nay về sau, ngươi luôn theo sát thủ hộ bên người nàng. Nhớ kỹ chưa? Đệ nhị ma đầu liếc mắt nhìn Lý Mộ Uyển, sau đó lại hóa thành một đạo hắc mang, chui vào mi tâm của Lý Mộ Uyển, biến mất không thấy gì nữa. Lý Mộ Uyển ngẩn ra, lập tức nhớ đến ma đầu mà trước đó Vương Lâm đã nói tới. Không khỏi lại hết sức hiếu kỳ. Tâm niệm của nàng khẽ động, đệ nhị ma đầu lập tức từ mi tâm bay ra. Lý Mộ Uyển nhìn ma đầu có hình thái như là con tiểu thú, thấy có một chút yêu thích. trầm ngâm một chút, Vương Lâm cũng không quá yên tâm. Tay phải lại lật lên, đem cấm phiền, pháp bảo cường đại nhất của hắn trao lại cho Lý Mộ Uyển. Hắn nói. Pháp bảo này nếu như người dùng tốt Cho dù gặp phải hóa thần kỳ tu sĩ Cũng có thể tự bảo vệ được cho mình một chút Nếu như người gặp nguy hiểm Lấy cảm ứng giữa ta và ma đầu Ta sẽ lập tức biết được Tôi khi đó Chắc chắn ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Lý Mộ Uyển nhìn Vương Lâm Nàng không cự tuyệt Mà là nhu thuận tiếp nhận cấm phiên Trân trọng đặt nó vào bên trong túi chữ vật Làm xong hết thầy Thần thức của Vương Lâm xuất ra đảo qua một vòng toàn bộ vân thiên sơn mạch sau khi tìm được đám người tống thanh và bốn vị nguyên anh hậu kỳ lão tổ thần niệm của hắn lệnh cho bọn người này đến đây không bao nhiêu lâu sau tất cả nguyên anh kỳ tu sĩ của vân thiên tông lại có mặt hồn huyết của bọn họ một phần bị vương lâm trực tiếp thu giữ phần còn lại thì khi vương lâm bế quan hắn đã đưa lại cho lý mộ uyển thu lấy vào lúc này có thể nói toàn bộ vân thiên tông đã hoàn toàn bị nắm giữ trong tay của vương lâm chỉ cần một ý niệm trong đầu hắn tất cả sẽ lập tức bỏ mình đứng trước mặt những người đó vương lâm lấy ra hồn huyết giao lại hết cho lý mộ uyển bốn vị nguyên anh hậu kỳ lão tổ lại hiện ra vẻ kinh ngạc liếc mắt nhìn lý mộ uyển một cái lại mở miệng nói vài câu còn đám người tống thanh cũng âm thầm thở phào ra một hơi nhẹ nhõm so với vương lâm bọn họ dễ dàng chấp nhận lý mộ uyển hơn dù sao nàng vốn cũng đã là trưởng lão của vân thiên tông sau khi lý mộ uyển tiếp nhận huyết hồn nàng quay sang đám người vân thiên tông hơi cúi người thản nhiên nói tiểu nữ thay thế phu quân quản lý vân thiên tông mong các vị tiền bối chiếu cố một chút bốn vị lão tổ thân phận của các vị cao quý không cần đem chuyện hồn huyết này để ở trong lòng năm trăm năm sau uyển nhi tất nhiên sẽ hoàn trả lại mong bốn vị tiền bối không cần phải để ý mặt khác uyển nhi có thể luyện chế ra một loại đan dược có thể gia tăng tuổi thọ coi như để bồi tội xin dâng tặng lại không một chút điều kiện chẳng qua loại đan dược này luyện chế hơi có một chút khó khăn tài liệu cũng lại khó tìm. Do đó, cứ 50 năm, Yển Nhi sẽ dâng tặng cho các vị một viên. Mỗi người ăn vào sẽ tăng đến 50 năm tuổi thọ. Gia tăng tuổi thọ sao? Lão nhân tiên phong thần sắc chấn động, trầm giọng nói. Ba người còn lại đưa mắt nhìn. Phải biết rằng, đối với bọn họ, thọ nguyên vai trò cực kỳ lớn. Đàn dược có thể gia tăng tuổi thọ tại tu chân giới không phải là không có, nhưng chẳng qua, ít nhất đều là lục phẩm linh đan trở lên, hơn nữa muốn đổi được thì phải trả một cái giá rất cao. Hiện tại ta còn lại có 5 viên. Bốn vị có thể nhìn qua trước một chút. Lý Mộ Uyển thản nhiên cười nói, xuất ra một cái bình, đổ ra đan dược, lại đưa qua. Lão nhân tiên phòng đạo cốt sau khi nhìn thoáng qua, cùng với hai người còn lại nhìn về phía Vân Thiên Tử. Sau khi hắn ngừng thần nhìn một chút, lập tức động dung. ngẩng đầu nhìn Lý Mộ Uyển, hắn trầm giọng nói. Đan dược này là do người luyện chế ra sao? Lý Mộ Uyển mỉm cười. Đan dược này là do ta luyện chế, nhưng tài liệu là do phu quân của ta cung cấp. Trên thực tế, thọ nguyên đan này chính là từ linh dịch luyện chế mà thành. Ánh mắt Vân Thiên Tử nhìn sang Vương Lâm, trầm ngâm một chút rồi nói. Ai, à, người đem hồn huyết của chúng ta giao lại cho Lý Trưởng Lão. Vậy thì chắc là người sắp phải rời khỏi chỗ này rồi. Vậy ngươi yên tâm, nếu như đúng hạn giao cho ta đan dược này, thì trong vòng 500 năm, ta sẽ bảo vệ cho nàng ta bình an." Vương Lâm gật đầu nói. "Như vậy thì tốt." Đôi mắt đẹp của Lý Mộ Uyển chuyển sang nhìn Tống Thanh và Liễu Phỉ, lại cười cười. "Âu Dương Tử Sư huynh, tại sao lại không tới?" Tống Thanh nhìn liếc sang Vương Lâm một cái, vội vã nói, "Hắn đang muốn luyện chế đan dược." Tuy nhiên, Âu Dương Tử Sư huynh lại có nhắn với ngươi một câu, đó là nếu như ngươi có thể đem tất cả ngũ phẩm linh đan của Vân Thiên Tông đưa cho hắn để làm tế phẩm, vậy thì hắn nguyện ý giao huyết hồn cho ngươi làm. À, đây là nguyên văn câu nói của hắn. Lý Mộ Uyển cười khẽ lại nói, "Ngoài tiểu nữ, Âu Dương Tử Sư huynh chính là ngũ phẩm luyện đan sư của Vân Thiên Tông chúng ta. Yêu cầu của hắn, Uyển Nhi tự nhiên cũng đồng ý." không phải chỉ là ngũ phẩm đan dược thôi sao? Cứ cầm mà dùng. Nói xong, Lý Mộ Uyển liếc nhìn sang Vương Lâm một cái, lại giải thích. Vân Thiên Tông có ba vị là ngũ phẩm luyện đan sư. Ngoại trừ Uyển Nhi và Âu Dương Tử, thì người còn lại chính là Vân Thiên Tử tiền bối. Vương Lâm gật đầu, không nói gì. Hắn vẫn yên lặng xem Lý Mộ Uyển xử lý việc này. Với sự hiểu biết của Lý Mộ Uyển đối với Vân Thiên Tông trong rất nhiều năm qua, nàng nhằm vào mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ lần lượt động viên. Nàng vốn cực kỳ xinh đẹp, giọng điệu lại nhã nhặn, lần lượt nói với từng người, lại còn đưa tặng đan dược. Vì vậy, những người phải giao ra huyết hồn cũng đã giảm đi đôi chút oán khí. Đương nhiên những điều này cũng không quá quan trọng. Quan trọng nhất là hồn huyết đang bị người ta nắm trong tay, chẳng thể nào khăng khăng đối nghịch được. Ngoài ra, không ai dám quá cố chấp. Dù sao ánh mắt âm lãnh của Vương Lâm không ngừng đào qua trên người chúng. Không bao nhiêu lâu sau, mọi người tản đi. Đợi sau khi mọi người đi rồi, Vương Lâm thở sâu, trầm giọng nói. Ngồi xuống, thổ nạp. Năm đó, thọ nguyên của nàng đã bị tổn hại, khiến cho trong cơ thể không thể nào kết đan được. Để ta trợ giúp cho nàng một tay. Lý Mộ Uyển mím môi, lại gật đầu, khoanh chân ngồi xuống trước người Vương Lâm. Tay phải Vương Lâm vỗ vào túi chữ vật, lập tức có 6 bình linh dịch còn sót lại toàn bộ bay ra ngoài. Hắn vùng tay, mấy bình ngọc vỡ vụn, linh dịch bên trong ngừng kết chung một chỗ vừng Lâm giơ tay phải chộp lấy một cái linh dịch lập tức hạ xuống thiên linh cái của lý mộ uyển sau đó chậm rãi tiến vào bên trong cơ thể nàng ánh mắt hắn lại trượt lóe lên mau chóng sử dụng linh dịch để bồi bổ toàn thân cho lý mộ uyển lấy tù vi nguyên anh kỳ của mình để đem thân thể bị tổn hại nhiều năm qua của lý mộ uyển bổ sung lại từng chút một cũng may là có vương lâm chứ ngoài hắn ra cũng chẳng biết có bất cứ kẻ nào có được nhiều linh dịch như vậy thậm chí lại chẳng tiếc rẻ trợ giúp bồi bổ cho thân thể người khác hai canh giờ sau, Vương Lâm thủ công. Ở lại Vân Thiên Tông vài tháng, Vương Lâm mượn cơ hội này thu thập, bổ sung thiên linh dịch cho bản thân mình dùng, đồng thời lưu lại một ít cho Lý Mộ Uyển. Ngoài ra, tử mặc trùng của Trần Bách Lương cũng lại bị hắn thu lại hết, đặt trong một cái túi chữ vật đặc chế, chuẩn bị cho khi cần đến, hắn sẽ đem ra sử dụng. Mặt khác, bởi vì cho Lý Mộ Uyển cấm phiên nên hắn tận dụng mấy tháng này đem một khối mặc gian thạch tiến hành chế tác vào lần này hắn làm ra một cái cấm phiên chỉ có thuộc tính công kích do cấm phiên chỉ có đúng một thuộc tính nên luyện chế cũng có một chút thong thả thường thì một cấm chế cũng cần phải có thời gian suy xét thật kỹ rồi mới có thể khắc lên trên kỳ phiên được vài tháng sau tới ngày hoàn thành cấm phiên vì vương lâm sợ sẽ dẫn tới thiên kiếp đánh xuống vậy nên hắn do dự một lúc vẫn chưa khắc xuống một đạo cấm chế cuối cùng do đó uy lực của cấm phiên này tất nhiên không thể nào phát huy ra được lớn nhất chẳng qua vì cấm phiền này chỉ có đúng một thuộc tính nên dù rằng chưa hoàn thành, uy lực của nó so với cấm phiền tạp phẩm hơi có một chút thành tựu trước kia thì đúng là chỉ yếu đuối hơn một chút mà thôi. Một ngày, vào sáng sớm, Vương Lâm cầm lấy số đàn dược mà Lý Mộ Uyển sau khi sắp xếp lại tặng đàn gác đưa lại cho hắn. ly Khai Vân Thiên Tông Đứng ở trên đỉnh đại điện là một nữ tử, ánh mắt đầy sự thương yêu, nhìn thân ảnh Vương Lâm dần dần khuất xa Nàng không biết lần sau khi gặp lại thì đã trải qua bao nhiêu năm tháng nữa. Thực tế, Lý Mộ Uyển vốn tính toán cùng với Vương Lâm rời đi, chẳng qua là nàng là một nữ tử luôn luôn có sự hiểu biết. Nàng biết, nếu như nàng luôn bên cạnh Vương Lâm thì chỉ có thể dễ dàng trở thành gánh nặng cho hắn. Vậy không bằng cứ ở lại Vân Thiên Tông vì hắn mà chuyên tâm luyện đan. Như vậy, trong đáy lòng của hắn, địa vị của mình sẽ càng ngày càng cao, Vương Lâm phi hành với tốc độ rất nhanh, cứ như là một tia chớp. Không bao nhiêu lâu sau, hắn đã tới cổ truyền tống trận mà năm đó hắn sử dụng đi tới Sở Quốc. Khi rời đi, hắn đã từng bày ra cấm chế để che giấu. Vào lúc này, sau khi cẩn thận xem xét, hắn xác định chẳng có gì dị thường. Vương Lâm kết ấn, đánh ra một đạo cấm chế. Ngay lập tức, cảnh tượng trước mặt biến hóa, giống như là có một viên đá rơi vào giữa hồ nước, tầng tầng gợn sóng xuất hiện. Thoáng một cái, bên trong lộ ra một cổ truyền tống trận thân mình vương lâm lại trượt lóe lên tiêu thất tại chỗ khi hắn xuất hiện liền đứng trong cổ truyền tống trận vỗ vào túi chữ vật hắn xuất ra mấy khối tài liệu đặt vào bên trong truyền tống trận sau đó đem những bộ phận năm đó hắn tháo ra lắp ráp lại như cũ làm xong tất cả mọi thứ hắn ngừng đồng nhìn về phía vân thiên tông ánh mắt hắn trở nên kiên quyết sau khi xuất ra một khối cực phẩm linh thạch hít vào một hơi thật sâu hắn lại đặt bên trong trận pháp ngay lập tức trận pháp bỗng nhiên chấn động từng đạo ánh sáng từ trong truyền tống trận lóe lên khối cực phẩm linh thạch mau chóng phát ra linh lực cuối cùng vang tới một tiếng rắc vỡ vụn thành tro cùng lúc đó thân ảnh của vương lâm tan vào bên trong cuồng sáng sau đó biến mất hồi lâu sau trận pháp lại trở lại bình thường trong tu ma nội hải có một nơi không hề xuất hiện bóng dáng của người nào trên mặt đất có một chỗ sụp xuống từ dưới nền đất bỗng nhiên xuất ra từng tiếng động ngay sau đó khối đá sụt xuống phía dưới liền bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ thúc đẩy nổ tung ra mảnh vụn tứ tán bắn ra khắp nơi từ trong đám bụi đất vương lâm với ánh mắt lạnh lẽo đi ra ngoài hắn nhìn khu vực quanh thuộc trước mặt hít vào một hơi thật sâu sau đó thân mình bay lên lơ lửng giữa không trung thoáng dừng lại một chút hắn lại bay nhanh về hướng đông mục tiêu của vương lâm là tìm ra cổ truyền tống trận và bản đồ của chu tước tinh khi ở sở quốc hắn đã siêu tập lại không ít nhưng thủy chung vẫn không thể nào tìm được vị trí của triệu quốc sau khi phân tích vương lâm thầm đoán rằng triệu quốc có thể là phía bên kia của tu ma hải đang phi hành trên không vương lâm thần sắc khẽ động khóe miệng lộ ra một nét cười nhạt thần thức của hắn có thể so sánh với hóa thần kỳ tu sĩ sau khi tỏa ra hắn đã phát hiện ra một vị cố nhân từ khi thiên kiếp xuất hiện tại tu ma nội hải sự biến mất của đám sương mù có liên quan đến cơn mưa đen trong mấy năm liên tục Cơn mưa đó đã khiến cho toàn bộ tu ma hải hiện ra dưới bầu trời trong xanh. Bức màn thần bí trong quá khứ đã biến mất không thấy tăm hơi nữa. 999 tòa thành cùng với cánh động rộng lớn hoang vu tụ tập vô số những kẻ cùng hùng cực ác trong chu tước tinh cầu. Bọn họ đều là những người bị gia tộc, tổng phái truy nã, cuối cùng lại chạy tới tu ma hải tị nạn. Sương mù biến mất đã dẫn tới một loạt những phản ứng liên tiếp nhau. Đầu tiên là vài tứ cấp tu chân quốc vẫn như là hổ đói rình mồi, để ý tới tu ma hải tiếp tới các môn phái và gia tộc tu chân lớn nhỏ đều phái môn hạ đệ tử tiến vào bên trong tu ma hải để điều tra thực hư một hồi mưa gió lại sắp bắt đầu về phần cơn mưa đen trên trời giáng xuống đã dẫn động vô số đại tu sĩ đi ra trong nước mưa ẩn chứa một loại độc tố nào đó khi mới bắt đầu cũng lại chẳng có gì khác thường nhưng một thời gian sau đủ những loại ôn dịch xuất hiện một cách rất mạnh mẽ đám tu chân già vốn không hề sợ bệnh tật nhưng mà cái loại dịch bệnh này không hề đơn giản chỉ ngắn ngủi vài năm sau đó đã có vô số tu chân giả cấp bậc thấp bỏ mạng vì nó. Cuối cùng, vài vị tu sĩ có đại thần thông tại Tu Ma Hải hợp lực lại, mới có thể đem loại trừ được ảnh hưởng của cơn mưa đen này khỏi Tu Ma Hải. Tuy nhiên, trải qua đợt dịch bệnh, nguyên khí của Tu Ma Hải đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cơn mưa đen đối với tu sĩ lại giống như hồng hoang mãnh thú, nhưng đối với thân thể của đám yêu thú và linh thú trong Tu Ma Hải thì lại giống như một loại thuốc bổ. Dưới cơn mưa đen, thực lực của đám yêu thú và linh thú không ngừng được nâng cao, thậm chí đã xuất hiện cả hoang thú. Loạn mưa đen này, mặc dù được giải trừ rồi, nhưng loạn yêu thú và linh thú càng ngày càng khốc liệt. Vậy cho nên, tu ma hải càng thêm hoang vắng so với trước đây. Ngoại trừ bên trong các ngôi thành, bên ngoài gần như rất ít thấy được thân ảnh của tu sĩ. Cùng với đó, sinh ra một nghề nghiệp mới, đó là săn bắt nội đan của yêu thú. Đám tu sĩ này thường sẽ tụ tập lại thành một đội ngũ khoảng chừng 5-3 người, bản thân mỗi người sẽ có tu vi nhất định, lấy việc liệp sát yêu thú, đoạt nội đan để mà sinh tồn. Một ngày, bên ngoài huyền địa thành của tu ma hải, có một tu sĩ áo trắng đứng sừng sững ở trên đầu thành, nhìn ra phía xa. Người này độ tuổi trung niên, tướng mạo đường hoàng, mặc cẩm bào, ánh mắt khá cờ trí. Một lúc sau, hắn lại hơi nhíu mày, vùng tay áo. Sau đó, hắn bay lên cao rồi chậm rãi rơi xuống tường thành hắn vừa chạm đất bỗng nhiên có hai người từ trong thành đi ra hai người này một nam một nữ nam tử lưng hơi còng không ngừng ho khan thoạt nhìn cả người uể oải không hề phấn chấn tinh thần suy sụp thậm chí ngay cả đi đúng là không bước nổi nữ tử bên cạnh hoàn toàn tương phản với hắn không chỉ là xinh đẹp hơn người mà tư thế của nàng mang lại cảm giác một hào kiệt trong phái nữ hai người này đều mặc quần áo màu lam thoạt nhìn thì giống như là cùng một môn phái sau khi họ xuất hiện cặp lông mày của người trung niên áo trắng giãn ra, mỉm cười nói. Xuất hiện biến cố gì sao? Nữ tử hư nhẹ một tiếng, trừng mắt nhìn nam tử có vẻ bệnh tật bên cạnh, lại nói. Còn không phải là do hắn sao? Vốn ta đã tìm được chủ quán rồi, nội đàn của hạ giai linh thú đã đưa giá vô cùng tốt. Nhưng hắn cứ cố tình không đồng ý bán, thay vào đó lại đổi lấy một thanh kiếm rách nát. Thực sự là tức chết đi được. Nam tử trung niên lại khẽ a lên một tiếng, nhìn về phía người nam tử bệnh tật kia, lại hỏi. Lý Huynh, thanh kiếm như thế nào? Có thể đưa cho khâu mổ xem qua một chút được không? Người kia gượng cười, tay phải xoài ra, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm cổ. Hắn nói. Ta có cảm giác thanh kiếm này có cái gì đó rất khác lạ. Dường như bên trong đó ẩn chứa một loại khí thức gì đó rất dị thường. Vậy cho nên ta mới nhất quyết mua lấy. Được rồi, lúc này toàn bộ coi như tính toán trên đầu lý mỗ đi. Lần sau, phân chia nội đan, vậy thì cứ khấu trừ đi là được. Nữ tử lại hừ một tiếng, liếc mắt nhìn thanh kiếm kia một cái, lại thầm nói. Đúng là một đống phế thải, không người lại đem nội đan của hạ phẩm linh thú để đổi lấy. Người trung niên kia vẫy tay một cái, lập tức thanh kiếm bay đến trong tay hắn. Sau khi ngừng thần nhìn kỹ, người trung niên gật đầu lại nói ừ đích xác thanh kiếm này hơi có chút cổ quái lý huynh xem như đúng là không hoàn toàn phí công dứt lời tay phải của hắn lại vung lên ném ra thanh kiếm lại cho đối phương được rồi đi thôi khâu huynh ta đã hỏi lại rồi quả đúng là ở nơi đó có bát chảo thú nữ tử lại nhìn người họ khâu kia khâu khí có một chút ngưng trọng rồi nói Nam tử nghe vậy mỉm cười, lại gật gật đầu. Tay phải hắn vỗ vào túi chữ vật, từ trong đó bay ra một con thuyền lớn. Hắn nhảy lên, ngồi ngay ngắn phía trên, hai người kia cũng mau chóng ngồi bên trong. Con thuyền lập tức liền biến thành một đạo cầu vồng, trong nháy mắt biến mất phía chân trời. Trong khi phi hành, ngoại trừ nam tử họ khâu ở bên ngoài, hai người kia lại nhắm mắt ngồi xuống. Bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên ngồi trên chiếc thuyền này, nhưng mỗi một lần đều sẽ cần ngừng thần thổ nạp, củng cố lại linh lực nếu như không sẽ không thể nào chịu đựng được tốc độ cao của nó ánh mắt người trung niên lộ ra vẻ khinh miệt hai người này mặc dù đều là kết đan hậu kỳ nhưng căn cơ quá kém năm đó khi hắn còn là kết đan hậu kỳ đã có thể bình yên vô sự ngồi ở trên thuyền năm đó kết đan hậu kỳ mặc dù tu sĩ cùng dài nhưng ít người có thể chống cự lại được hắn dù sao bất kể là thần thức hay là công pháp hắn đều sẽ viễn siêu hơn người khác nhất là pháp bảo lại càng không ai bằng thêm vào đó kinh nghiệm chiến đấu lại cực kỳ phong phú hắn đã từng cho rằng mình chính là đệ nhất nhân dưới nguyên anh kỳ cho tới khi hắn gặp được một người một nam tử lạnh lùng có mái tóc bạc trắng ánh mắt hắn chớp lên trong đầu hiện ra hình ảnh về kẻ đó hồi lâu sau miệng hắn lộ ra một nét cười lạnh nhạt đáy lòng thầm nhủ vương huynh sau khi cắn nuốt nguyên anh tại hạ dĩ nhiên đã kết anh thành công không biết người đã thành công hay chưa nếu như chưa thành Như vậy thì khi gặp lại nhau Khâu mố tất nhiên sẽ dùng máu rửa sạch sự sỉ nhục trước đây Bốn ngày sau Con thuyền dừng lại giữa không trung Phía trên một cánh đồng hoang vu Nam tử họ lý và nữ tử kia lại mở ra hai mắt Ánh mắt nữ tử loé sáng hàn mang Lại nhíu mày nói Khâu huynh bác chào thú ở chỗ nào Khâu tứ bình hít vào một hơi thật sâu Hắn không nói hai lời Xuất ra túi chữ vật từ bên trong lấy ra một khối bùn lớn cỡ một bàn tay. Dưới sự thúc giục của linh lực, khối bùn này lập tức tỏa ra một mùi tanh tuổi Sau khi mùi tanh tuổi tỏa ra, mặc dù đã có gió thổi rồi nhưng mà không hề phiêu tán. Thoáng một cái, mùi tanh hôi đó càng lúc càng nồng đậm. Vào lúc này, phía xa xa đột nhiên có một tiếng giống giống như là tiếng trẻ con mới sinh vọng tới. Ngay sau đó, hai mắt khẩu tứ bình trở nên ngưng trọng, con thuyền dưới chân lập tức tăng tốc độ tối đa. Cùng với lúc đó, trên khuôn mặt nữ tử lộ ra một vẻ vui mừng nói Khâu Huynh Khối bùn trong tay Huynh quả như là bảo vật Nơi đây đúng là có bát chảo thú Khâu tử Bình thần sắc như bình thường Lại cười nói Khâu mố chú ý con thú này đã vài tháng Hiển nhiên hiểu được tập tính của nó Nếu như không phải là do tu vi không đủ Thì đã sớm bắt lấy nó rồi Lần này đúng là phải làm phiền hai vị Nữ tử kia hất hàm lại nói Đó là tự nhiên Chẳng qua tu vi của ngươi mới chỉ là kết đan trung kỳ. Việc bắt giết con thú này cứ giao cho bọn ta. Vậy là tốt nhất. Nói xong, nữ tử nhảy ra khỏi chu thuyền, xông ra bên ngoài. Nam tử họ lý bệnh tật kia chỉ đành phải cười khổ một tiếng, vội vã đuổi theo. Trong lòng khâu tứ bình lại cười lạnh. Với tu vi nguyên anh sơ kỳ của hắn, muốn che giấu tu vi trước hai cái tên kết đan kỳ tu sĩ trước mặt này đúng là quá đơn giản nếu như không phải là chỉ có thể dùng độc mới giết chết được con thú này, hơn nữa còn cần phải lấy nước rãi của nó, thì hắn đã chẳng cần phải mang theo hai kẻ này tới đây. Hắn từ từ đi theo. Rất nhanh, phía trước vọng tới những tiếng quát của nữ tử, cùng với đó là đủ những loại màu sắc ánh sáng từ pháp bảo đoé ra. Bát chảo thú thực tế chính là loại bạch tuộc khổng lồ trong tu ma hải. Tu vi của con thú này vốn không hề thấp, lại còn thêm nước mưa đen bồi bổ nên thần trí của nó đã phát triển, đã tới trình độ hạ phẩm linh thú chẳng qua bát trảo thú này hơi có chút kỳ dị, cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ bình thường gặp phải nó cũng hơi có một chút đau đầu. con thú này thần thông tuy chỉ là hạ phẩm, không khó ứng phó, nhưng mà da thịt của nó đạt tới trình độ trung phẩm linh thú, trừ phi là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nếu như không, chẳng cách nào có thể đả thương được nó. vì vậy, phạm là tu sĩ chuyên bắt yêu, linh thú đều không thể nào thích rằng co với con thú như vậy. thông thường, nếu như gặp phải sẽ lập tức rời đi ngay. chẳng qua nội đan của bát trảo thú này cực kỳ hấp dẫn khác hẳn với nội đan của các yêu thú và linh thú khác, bởi vì nó có 8 viên nội đan. Hơn nữa, con thú này có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với hủ thực tán của độc ma cung. Vì vậy, việc bắt giết nó đã trở thành một loạt những hoạt động chủ yếu của độc ma cung, đệ tử trong cung thường thường sẽ làm không biết chán. Khâu Tứ Bình đã hạ quyết tâm, đợi đến lúc hai kết đan tiểu bối kia hạ độc giết chết con thú này thì hắn sẽ giết người đoạt đan. Vào lúc này, có một đạo thần thức khổng lồ bỗng nhiên lại quét qua. Hai người nam nữ đang cuốn lấy con bát trảo thú đang định sử dụng độc dược lập tức biến sắc. Càng quỷ dị hơn nữa đó chính là khi đạo thần thức này quét qua, cho dù là bát trào thú cũng phải run rẩy. Dù sao, nó cũng là một loại linh thú, có được linh tính trời sinh. Qua đạo thần thức, nó lập tức cảm nhận được có một làn khí thế rất lăng lệ và kinh khủng đang đến gần. Vì vậy, nó lập tức giống lên vài tiếng, toàn bộ thân mình co rút lại, chui vào bên trong cái hang trên mặt đất, thân thể run rẩy không dám lao ra. Cảm giác của khâu tứ bình lại nhạy bén nhất. Dù sao, tu vi của hắn chính là nguyên anh sơ kỳ. Thần thức vừa dừng lại ở trên người, lập tức hắn có cảm giác bị người ta nhìn thấu ruột gan. Không chỉ như vậy, nguyên anh trong cơ thể không ngờ có một chút không thể nào chịu nổi sự khống chế của hắn, chỉ trực ly thể mà ra. Cảm giác đó đột nhiên xuất hiện, khiến cho sắc mặt hắn đại biến. Đáy lòng lâm vào hoàng sợ. Hắn lập tức nghĩ tới vài vị hóa thần kỳ lão quái, xuất hiện nhiều năm trước khi mưa đen hoàng hành tại Tu Ma Hải. Nam tử họ Lý lại lui ra phía sau vài trượng, thu hồi lại pháp bảo, thần thái cực kỳ cung kính. Mặc dù nữ tử kia ngày thường không biết e ngại bất cứ điều gì, nhưng lúc này cũng đã trở nên nhu thuận hơn, đứng ở bên nam tử, cả người cung kính vô cùng. Khâu đạo hiếu, đã lâu không gặp. Còn một đạo thần niệm từ xa chậm rãi chuyển tới. Khâu tứ bình giật mình, hơi có chút ngạc nhiên nói. Tiền bối biết tại hạ sao? Cùng lúc đó, có một thanh niên đầu bạc trắng từ xa xa chậm rãi đi tới. Thoàn nhìn tốc độ của hắn cũng không hề nhanh, nhưng thực tế chớp mắt đã vượt qua khoảng cách giữa hai bên, xuất hiện khoảng cách hơn 10 trượng trước ba người. Khâu Tứ Bình ngơ ngác nhìn, hít sâu một làn khí lạnh, thất thanh nói. Là ngươi? Người này đúng là Vương Lâm. Hắn liếc nhìn qua nam tử họ Lý và nữ tử kia một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Khâu Tứ Bình, cười cười. Đối với một người tâm cơ như hắn, liếc mắt đã nhận ra tâm tư bất thiện của Khâu Tứ Bình. Khâu Huynh thực sự là có nhã hứng, Lấy tù vi nguyên anh kỳ của mình Lại đi chơi đùa cùng với hai tiểu bối này sao Thực sự là có hứng thú Vương Lâm chậm rãi nói Nhưng giờ vào trong tay một năm một nữ kia Lại giống như là một tiếng sét đánh Khiến cho cả thể xác và tinh thần chấn động Hai người này đâu phải là những kẻ ngu Nghe thấy lời nói của Vương Lâm Lập tức sắc mặt trở nên khó coi Đưa mắt liếc nhau Sau đó cả hai cùng nhìn về phía Vương Lâm Với ánh mắt đầy sự cảm kích Họ lại ôm quyền Mau chóng lùi lại về phía sau hóa thành hai đạo ánh sáng mà chạy. Khâu Tứ Bình cười gượng, trong mắt hàn quang lại chợt lóe lên. Hắn không nói hai lời, vỗ vào túi chữ vật. Lập tức trong tay xuất hiện một cái tiểu cổ, là một cái trống nhỏ, chỉ có một mặt. Sau khi vỗ nhẹ một cái, lập tức hai sợi tơ màu đen mà mắt thường không thể nào nhận thấy lại lao ra. Sợi tơ đó tốc độ cực kỳ nhanh. Khi sắp đuổi kịp hai người thì có một đạo ánh sáng màu xanh chợt xuất hiện. Ngay lập tức, hai sợi tơ đen đã bị nhốt trong đạo ánh sáng màu xanh kia. Đến khi ánh sáng này biến mất, hai người kia đã trốn đi mất tầm mất tích. Khẩu tử Bình sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù trong lòng hận Vương Lâm thấu xương, nhưng mà ngoài mặt vẫn phải cười gượng nói. Đạo hiểu à, đã lâu không gặp. Hết trường. Hết tập 59. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tiên Nghịch trên kênh MCNA trên audio Tiên Hiệp.